Ngọc Châu rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Tâm tình nghệ sĩ ngày hôm nay cùng với Ngọc Châu. Và tất nhiên sẽ có sự hiện diện của một vị khách mời. Vị khách mời đó là ai thì ngày hôm nay, thưa quý vị, sẽ là một gương mặt mới trong làng âm nhạc hải ngoại. Mà chúng tôi rất vui khi được chào đón anh đến với Hoa Kỳ và đã chính thức định cư và trở thành một trong những nam ca sĩ hải ngoại mà trong thời gian gần đây cũng được quý vị rất là yêu mến khi mà trong những cái tour đi lưu diễn ở khắp các tiểu bang thì đã được quý vị rất là đón nhận. Ngày hôm nay Ngọc Châu có mời anh cùng đến phim trường để gặp gỡ cùng giao lưu với quý vị. Xin được giới thiệu nam ca sĩ Lê Thái. Xin được chào anh ạ. Lê Thái xin mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Tâm tình nghệ sĩ. Xin chào Ngọc Châu. Khi mà anh đã quyết định là sang định cư tại Hoa Kỳ và gác lại cái công việc ca hát của mình tại Việt Nam thì chắc chắn là cũng sẽ có nhiều cái sự thay đổi và cũng như là có những cái cảm nhận khi mà lần đầu tiên đến với Hoa Kỳ. Như vậy thì anh có thể chia sẻ ngay cái cảm xúc của mình ngay bây giờ. Thật sự mà nói đến mà khi mà mới bước chân qua Hoa Kỳ á thì thấy bỡ ngỡ rất là nhiều. Bỡ ngỡ từ những chuyện rất là nhỏ, thí dụ như đường xá nè, rồi xe cộ, rồi cơ sở hạ tầng, tất cả mọi cái ở Hoa Kỳ đều nó khác hẳn so với những nơi khác trên thế giới. Thì cái đó là cái bỡ ngỡ thứ nhất. Còn cái bỡ ngỡ thứ hai là khi mà mình bước xuống sân bay rồi á thì hoàn toàn mình choáng ngợp. Mình choáng ngợp hoàn toàn trước cái vẻ mà vẻ đẹp với lại rộng lớn của cái sân bay của Mỹ, sân bay Los Angeles. Nó rất là đẹp. Và còn riêng về cái việc mà phải đi diễn hàng ngày cũng sẽ là khác việc với lại bên Việt Nam đúng không? Đúng rồi Ngọc Châu. Kính thưa quý vị, mà khi mà bước qua đây thì đi diễn thì thấy cứ mang một cái tâm trạng giống như là mình qua đây mình sẽ đi diễn giống như ở Việt Nam là ngày nào cũng đi diễn hoặc là đi diễn hàng tuần. Nhưng mà ở đây thì không, thưa quý vị. Ở đây thì khi mà mình chuẩn bị mình lên một cái show diễn nào đó thì bầu show book trước mình cả mấy tháng trời lận. Thành ra nó khác hoàn toàn so với Việt Nam. Việt Nam thì tuần nào mình cũng có thể mình được đi diễn, nhưng mà ở đây thì lâu lâu thì mà mình mới đi diễn một lần vào những ngày cuối tuần và một show book trước rất là lâu. Thì đó cũng là một trong những cái điều khác biệt mà phải nói rằng là khi mà Ngọc Châu cũng đặt chân sang Hoa Kỳ trong những cái lần lưu diễn đó, mình cũng thấy là nó có sự khác biệt. Bởi vì thay vì là ở Việt Nam là tối nào các anh chị em nghệ sĩ cũng phải đi diễn mà thậm chí là một đêm diễn tới mấy nơi. Đúng. Rồi có khi là đang ở Đà Nẵng mà kết thúc cái đêm diễn là tại ở Huế. Tức là diễn xong chỗ này là mình phải chạy qua bên chỗ khác liền để mình diễn. Nhưng mà ở Hoa Kỳ này thì vì là mình phải đi xa, rồi đôi khi là có những cái tiểu bang mà mình phải bay rất là dài nữa, cho nên là mình phải đi như vậy thì chỉ có thỉnh thoảng là phải cuối tuần. Hoặc là lâu lâu cũng có một số casino họ có thể họ làm vào cái ngày giữa tuần. Nhưng mà chắc chắn là chỉ có cuối tuần mà thôi. Thì quay trở lại với lại tiếng hát của nam ca sĩ Lê Thái thì có thể là mới với một số người nhưng mà cũng sẽ không lạ với lại một số những người mà đã quen biết anh rất là lâu. Chẳng hạn như là gần đây Ngọc Châu có gặp nam ca sĩ Phan Đinh Tùng hay là Hoàng Thanh, là những gương mặt mà quý vị khán giả cũng đã biết rất là quen. Thì lúc đó mới biết rằng là anh đã hát rất là lâu và cùng thời với họ. Nhưng mà lý do tại sao anh lại tạm gác lại công việc ca hát của mình cái thời điểm đó? Thực sự nếu mà gác lại việc ca hát thì Thái rất là tiếc. Tiếc vì cái đó là một cái đam mê mà nó nằm trong máu của Thái từ nhỏ luôn, thưa quý vị. Nhưng mà gia đình Thái thì không có cấm mình theo nghệ thuật. Ba mẹ Thái là theo truyền thống sư phạm. Nhưng mà ở nhà thì có Thái với lại người chị ruột thì theo nghệ thuật thì vẫn đi hát. Nhưng mà khi mà mình tốt nghiệp đại học rồi thì cái mong muốn của gia đình lại là một cái muốn mình chuyển sang một cái hướng khác, có nghĩa là một cái hướng mà mình theo ngay cái môn mình học và ngay cái trường mình học và mình ra mình làm đúng cái công việc của mình mà đã học. Thì Thái cũng đã tốt nghiệp đại học mỹ thuật ở Sài Gòn và bước chân ra ngoài kinh doanh và tự mở công ty từ năm 2006. Công ty của Thái làm về bên sự kiện với lại bên du lịch. Anh vừa mới nhắc đến là anh với lại người chị gái mình cũng theo con đường âm nhạc. Mặc dù là Ngọc Châu biết là không chỉ là tâm lý của ba mẹ anh đâu mà cũng rất nhiều, thậm chí gia đình Ngọc Châu cũng vậy thôi, hoàn toàn không có ủng hộ chuyện đó. Mặc dù không có cấm đoán đến nỗi mà tuyệt mực là không có được theo, nhưng mà rõ ràng nếu như mà một số ba mẹ thì vẫn lo là bởi vì theo con đường nghệ thuật thì đôi khi nó hơi chông chênh, nó hơi bấp bênh một chút xíu. Mà nhất là con trai đó thì thường là bố mẹ muốn là mình phải làm một cái trụ cột của gia đình, cho nên là phải có công việc ổn định. Như vậy thì khi mà anh cùng với chị gái của mình đi hát thì chị của anh tên là gì? Chị của Thái tên là Lê Thị Thanh Thảo, nhưng mà khi đi hát thì lấy nghệ danh là Lê Thảo thôi, chỉ hai chữ. Còn riêng Thái thì Thái tên là Lê Thái, cũng chỉ có hai chữ thôi. Thì chị Thảo á, là
chị xuất thân từ sinh viên trường đại học sư phạm. Thì tương lai là sẽ làm cô giáo. Thì trong cái thời điểm mà chị Thảo chỉ đi hát á, là chỉ phải lén gia đình. Mà cái người bao che đó là Thái. Rất là khổ thưa quý vị. Tại vì ba mẹ không có biết là hai đứa con đi hát ra ngoài đi hát chuyên nghiệp. Tại vì khi đi hát chuyên nghiệp á, là mình phải tốn rất là nhiều thời gian. Tại vì vừa phải tập bài, vừa phải đi thu âm. Rồi mình tối nào mình cũng, khi mà mình nhận show á, thì lại tối nào mình cũng phải ra khỏi nhà. Thì không biết làm sao mà để mà mình giấu ba mẹ. Thì chị Thảo của nhà Thái, chị Thảo của Thái á, mới nói là xin ba mẹ đi học Anh văn. Đi học Anh văn ở ngoài. Đi học Anh văn thì cái buổi chiều 5 giờ, thí dụ mà ngày nào có show á, là bắt đầu Thái sẽ chở chị đến ngay chỗ phòng tập. Thế xin nhắc lại là chị Thái tên Lê Thảo, là một thành viên trong nhóm nhạc U5 hồi xưa. Cùng thời với lại nhóm Trio 666 với lại MTV. Thì chở chị đến chỗ của U5. Xong rồi bắt đầu trang điểm, thay đồ. Rồi chính Thái chở chị đi diễn. Và chạy chung với lại mấy anh chị kia đến tất cả các tụ điểm trong thành phố để mà diễn. Thì chị Thảo tốt nghiệp bên Đại học Sư phạm, khi mà ra thì cũng phải ngưng lại việc ca hát. Bởi vì bị ba mẹ cũng không có cho, ba mẹ nói là nếu như mà đi á thì đi chơi chơi thôi, còn thí dụ mà mình công việc chính của mình vẫn là công việc bên sư phạm. Thì quay trở lại với công việc ca hát chính của anh, thì khi mà đã tạm gác một thời gian và bây giờ sang Hoa Kỳ, thì Ngọc Châu lại thấy là chỉ vừa mới định cư được vài tháng thôi, nhưng mà cũng đã được cái sự chào đón. Thứ nhất là khán giả khi nghe anh hát thì cũng đều rất là thích và đều ủng hộ. Thứ hai nữa là các anh chị em bầu show cũng đã tạo điều kiện để anh có thể đi đến gần hơn với lại khán giả đồng hương của rất nhiều những tiểu bang. Vậy anh có thể chia sẻ chút xíu về cái điều này. Thưa quý vị, đó là một sự may mắn. Khi mà bước chân qua Hoa Kỳ thì Thái cứ ngỡ là tất cả một cái điều rất là mới. Có nghĩa là mình có thể là mình ở Việt Nam, mình hoạt động âm nhạc thì mọi người đã biết mình. Và một số anh chị cũng đã rất là quen mặt với mình rồi, bầu show cũng quen. Mà khi bước chân qua đây thì mình mở ngỡ lắm. Lúc nào trong đầu mình cũng suy nghĩ là không biết qua đây rồi mình sẽ bắt đầu hoạt động như thế nào, và mình có được tiếp tục hoạt động hay không. Thì cái đó là một điều trăn trở của Thái. Nhưng rất là may mắn là khi mà qua đến đây rồi, gặp mấy anh chị đồng nghiệp thì người ta cũng nhận ra mình và rất là vui. Thì gặp mấy anh chị là mấy anh chị ôm mình luôn. Thái là người ta rất là mừng. Và cộng với lại sự giúp đỡ của mấy anh chị cũng giới thiệu người này kia. Với lại có sự giúp đỡ của Ngọc Châu nữa. Cũng phải nói đến cảm ơn Ngọc Châu rất là nhiều. Thì Thái có được cơ hội tiếp cận đến quý vị khán thính giả ở tất cả các tiểu bang. Và cũng rất là may mắn vì được tất cả mọi người yêu mến. Và cái tình đồng hương nó ở bên xứ người rất là mạnh. Khiến cho mình cảm giác mình rất là xúc động. Mà lại mình lâu ngày mình được lên sân khấu nữa, tại vì một khoảng thời gian rất là dài, là khoảng gần 2 năm Thái lại bị ngưng ca hát để mình lo thủ tục xuất cảnh á, thì lại mình làm cảm giác rất là nhớ sân khấu. Và khi quay lại là, mà được đón nhận là một điều vô cùng may mắn và hạnh phúc đối với Thái. Xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả của tất cả các tiểu bang. Và thưa quý vị, sẵn đây thì Ngọc Châu cũng muốn giới thiệu với quý vị luôn một trong những cái món quà âm nhạc mà vì tình cảm của anh em cho nên là Ngọc Châu cũng đã đứng ra đại diện để sản xuất một cái món quà âm nhạc. Và ngay bây giờ Ngọc Châu mời quý vị thưởng thức xem cái món quà âm nhạc này sẽ là gì quý vị nha. Qua đây em sẽ tươi cho bao nhiêu anh đêm nay mê say như vệ tinh với bọn em, nhưng em đâu hay em xin em nhịp đôi chân khi nhạc vang ngân ai kia lần lần trong tim rung lên bao nhiêu bâng khuâng. Em xin em rung đôi vai xoay gọn sương mai cho bao anh trai đêm nay mê say. Ai kia mà xinh ghê, có bao nhiêu vệ tinh lượn quanh nhìn em say đắm ngọt ngào khiêu khích mời chào. Là môi xinh, bởi vẻ xinh, nụ cười xinh làm bao vệ tinh chìm trong ánh mắt tự hào. Duyên dáng mời chào. Em sẽ không ngây thơ như bao nhiêu gã si tình, tưởng rằng nàng còn một mình, vội vàng chạy theo bóng hình, lung linh như câu thơ đêm nào u đến đẹp như giấc mơ. Let me you say ooh, so you think I'm kinda cool, and I think you kinda cute. I just wanna get with you, hey you.
Why don't you come over here into my arms? No, you can't resist my charm. Kiss me, I don't mean no harm. No, I am. It's your call. Hey, beauty, don't be shy. It's your night. Em xinh như tiên ngang ngang nhìn đi qua, em ngang nhìn kiêu sa trong bao tinh hoa em đang đi qua. À, mang theo hương hoa bay xa, à, mang theo môi xinh lung linh. À, em ơi anh đang chơi vơi, đối với em buông lời cho tim anh không thôi. Đi theo em muôn nơi mới xa xôi chung đôi. À,